Đây sẽ là biện pháp hữu hiệu dành cho những người lười bôi kem chống nắng như tôi. Nhìn chung thì mình thấy đây là một em sản phẩm khá là phù hợp với những anh chị dân văn phòng này hoặc là các bạn học sinh. Bởi vì cái cách apply nó lên da siêu đơn giản và siêu nhanh luôn ý. Cái loại mình đang dùng ấy, dùng xong nó siêu khô ráo mà kiểu là không bị bết dít, không nhờn dính gì luôn. Đây mình sẽ quay cam sau cho mọi người xem, không bóng nhờn gì luôn nhé. Và mình cực kỳ ấn tượng với cái khả năng kiềm dầu của nó. Nếu mà mình không dùng thêm phấn phủ thì em này có thể kiềm dầu lên được đến 3 đến 4 tiếng lận. Còn nếu dùng thêm phấn phủ kiềm dầu thì mặt mình khô ráo khoảng 5 đến 6 tiếng luôn. Tuy nhiên có một điểm mà mình không thích của em này đó chính là cái mùi hương liệu của nó, mình kiểu thấy nó hơi bị hắc. Và mình thấy cái sản phẩm này nó nhẹ mặt hơn kem chống nắng rất là nhiều luôn. Vì là dạng sáp nên khả năng kháng nước của em này cực kỳ tốt luôn. Cũng chính vì vậy mà cần bảo quản sản phẩm ở nơi thoáng mát nha mọi người. Nếu để hỏi mình có mua lại sản phẩm này hay không thì mình chắc chắn sẽ mua lại nha.